Ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để ta chia nhỏ ra. Đầu tiên mở phần mềm này lên, rồi sau đó trên địa bàn sẽ chọn cái view clip. Ví dụ mình chọn cái view clip sản phẩm này đi ha. Rồi, và cái clip này tổng thời lượng clip thời trang ha, thời trang nữ đi. Đây, 3 tiếng mấy, thấy không? Này lấy một clip livestream nào đó. Sau đó bạn chọn nơi lưu. Download một. Rồi. Chọn trong đây luôn. Và ở đây mình sẽ chọn bên góc bên này là chia nhỏ. Và mình chia là có nghĩa là 1 phút là 60 giây. Và ở đầu mình sẽ chạy nha. Giờ mình sẽ ra cái phần mà bây giờ mình sẽ tạo đi chia nhỏ 60 giây. Rồi, chia nhỏ 60 giây. Chọn đây luôn. Download 1 1. Rồi, chia nhỏ 60 giây. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu click vào cái phần chia. Thì code nó sẽ tự chạy. Rồi, vì còn lại bạn sẽ vô đây bạn sẽ xem. Đó, thấy chưa? Đó, nó chia nhỏ hàng loạt luôn. Rất là nhanh. Và 3 tiếng thì có nghĩa là rất là nhiều nha, 59 clip, 60 mấy clip nè. Post vẫn chạy. Đây là cái cách để chúng ta chia nhỏ video clip. Rồi sau đó bạn muốn biến tấu thành công việc gì thì bạn tự biến tấu nha. Tại mình có kịch bản, có cái sườn để khi sử dụng một video clip 1 phút nữa để làm gì thì mình đã có kịch bản mình làm việc. Thì còn các anh chị bạn muốn chia nhỏ theo tùy mức độ thời gian như thế nào của bạn thì bạn tự lên cái chiến lược của bạn ha. Rồi, ở đây gần 200 clip các bạn. Đây, 193 clip. Rồi, sau khi xong cái này thì mình sẽ dùng cái công cụ tiếp theo. Mình sẽ thay đổi cái âm thanh trong đây hết. Ví dụ thay này ra đúng không? Mình sẽ chèn vô một cái kịch bản của mình. Đấy. Ok. Và giờ mình sẽ tiến hành mở cái công cụ thứ hai. Công cụ đó là gì thì mời các bạn xem tiếp cái clip này nha. Xin mời. À, vâng các bạn. Và đây là một cái phần mềm để các bạn làm công việc thứ hai. Ở đây mình sẽ chọn cái folder. Đây là folder và mình sẽ tìm đến cái folder là chia nhỏ 60 giây đúng không? Download 1 1 Marie chia nhỏ 60 giây. Rồi sau đó mình sẽ đây là ren. Tại mình ren mà thấy không? Ren. Chỉnh chu lại cái clip này. Ren. Sản phẩm. Out. 02. Rồi. Mình click ok. Và sau đó mình click vào thêm ở đây có 187 nghĩa mình sẽ cho là 200 clip. Rồi đây cho thêm. Chia nhỏ file. Rồi. Chọn là 200 clip ha, thì đây bạn kéo xuống. 293 clip. 93 ok. Rồi giờ mình sẽ chọn cái nơi lưu. Nơi lưu để nó làm công việc cho mình. Rồi, tiếp đến. Render luôn nha, render out, click vô đây. Đây và mình chọn cái kịch bản này. À, và trong kịch bản này thì mình có thể đóng dấu ha, đóng dấu trên cái ảnh. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy nha.
Rồi bắt đầu mình sẽ cho bắt đầu. Rồi. Giờ bước còn lại thì bạn sẽ ra phần chia nhỏ phần thêm. Thì chờ chút xíu thì phần mềm nó sẽ chạy. Đấy, nó sẽ render ra và 100 mấy clip này nó sẽ có được trong thời gian của chúng ta làm một công việc khác ha. Chứ không lẽ giờ bạn ngồi chờ 100 mấy chục clip này nó sản xuất ra cho bạn đúng không? Nhưng mà mình sẽ cho bạn xem cái clip đầu tiên. Rồi. Còn cái kịch bản chạy thì các bạn phải tự sáng tạo. Rồi chờ chút xíu. Chừng nào lên hình đây, đây. Mến chào quý chị em. Đấy. Đang muốn làm đẹp, đang muốn mình có bộ đồ đẹp theo độ tuổi tăng dần, nhưng khi mặc vào Đó. Cái này nó mình không có bỏ cái tiếng của trong cái clip, nhưng mà mình sẽ sử dụng chèn thêm một cái giọng theo cái kịch bản mình muốn quảng bá cái sản phẩm này, sản phẩm quần áo thời trang này đúng không? Đó thì mình cho chạy, thời gian nó đúng 1 phút đúng không, đôi khi nó chỉ xê xích nhau có vài giây thôi. Ok, đây clip thứ hai xong. mến chào quý chị em, đang muốn làm đẹp, đang muốn mình có bộ Đó. đồ đẹp. Đó, ok. Thì vậy mình đã có được cái sơn kịch bản cái sản phẩm này ha. Là mình sử dụng cái công cụ thứ hai. Và giờ mình sẽ lên thêm một cái kịch bản của cái công cụ thứ ba nữa. Công cụ này công cụ sẽ làm cái ảnh meme. Và đây mình sẽ cho nó làm hàng loạt của cái sản phẩm 111 nhưng mà một bên đây. Rồi, đó, của sản phẩm này. Rồi mình sẽ cho nó đóng dấu hàng loạt cái này và mình sẽ cho là meme. Và kịch bản thì lúc này mình sẽ cho là số điện thoại và cái shop gì, đúng không ạ? Rồi. Đây mình xóa đi, mình chọn thêm một kịch bản mới. Và đây mình sẽ add vào. Cái này là một công đôi ba chuyện luôn bạn, đây đúng không? Và đây mình sẽ tạo một cái folder ren meme out. Rồi mình chọn hết tất cả. Ở bên phần này thì có 80 mấy clip. Đó, đó mình cho vô đi hết. Và cái phần meme này chúng ta phải đặt cái này là kiểu cái này là Mai Uyên shop. Rồi chữ dưới là liên hệ nghe không, rồi bạn cho số điện thoại vô. Giờ mình sẽ coi cái sản phẩm này ha. Đây số điện thoại hoặc lại ha. Rồi cho nó chạy trên đây luôn hotline, không biết nó ra được giống vậy không à. Rồi ok cứ để vậy, Myriam shop hotline. Rồi cơ bản thì mình cho nó màu xanh đi, chữ thì cho màu vàng đi, rồi logo khỏi cần, đầy đủ hết rồi. Nhưng mà đây mình sẽ tích vào là ren hàng loạt nha. Rồi nơi lưu, rồi mình sẽ chọn là ren meme out, name cell là ren meme out sản phẩm 001. Rồi đích cell thì cái tên này là nó sẽ chạy trên suốt các clip mà chạy, cho chữ in đậm đi ha. Rồi ở đây không có cắt gì hết, bình thường. Rồi ok. Sau khi xong hết thì mình sẽ tiến hành là bắt đầu chạy. Bắt đầu. Và code nó chuẩn bị chạy.
thì nó chạy xong nó tắt, chạy xong nó tắt, thì quá trình đó bạn cứ để ý máy nó tự làm việc, được chưa? Như vậy mình vừa chạy cái phần bên đây là bên tạo ra một cái kịch bản mới trên clip của 1 phút, còn cái bên đây mình sẽ làm là làm ra hàng loạt meme me, được chưa? Làm ra hàng loạt meme me là bảng trên bảng dưới, được chưa? Đang chạy tiến trình. Rồi cứ để cho nó chạy. Đó, bên này sản phẩm này vẫn ra tiếp. Không, phải lên cái kịch bản làm việc như 1 tháng. Đó, ví dụ vậy đó. Nếu mình làm về sản phẩm thời trang thì đó phải lên cái sườn đó. Chia nhỏ 60 giây xong hết nè. Là cái một. Cái sườn 2 là ren nè, ren sản phẩm nè ha. Đó. Để có kịch bản Kính nè. chào quý chị em, đang muốn làm đẹp, đang muốn mình có bộ đồ đẹp. Đó thì bên đây nó sẽ chạy là 100 mấy chục clip lần, còn bên đóng dấu này làm meme me này nó đang bên cái phần 1 á, thì là các bạn sản xuất vậy các bạn có thể đăng lên cả tầm 2 tháng 3 tháng đều được hết ha. Đó là phải nhớ được cái cách làm này và những công cụ bổ trợ đắc lực này nha, hiểu chưa? Những công cụ này là những công cụ vàng giúp cho bạn gọi là sản xuất cái hàng loạt clip để chúng ta kinh doanh bán hàng là tùy thích luôn ha. Ok, như vậy mình sẽ note lại một lần nữa. Đầu tiên mình sẽ dùng cái công cụ một để chia cắt clip nhỏ ra, sau đó cái thứ hai mình sẽ bỏ vào trong cái nơi này đây, nơi phần mềm thứ hai là để chúng ta xây dựng ra được cái kịch bản. Không, cái kịch bản nó chạy lên ý tưởng và setup lại trong đây. Rồi cái thứ ba mình sẽ bỏ vô phần mềm là tạo meme me, và nó tạo ra hàng loạt clip theo cái kịch bản chúng ta đã đề ra. Ok, như vậy là đã có được cái sản phẩm rất là tuyệt vời và rất là ưng ý để cho việc bán hàng ha. Rồi còn bây giờ mình xin tạm dừng clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người có thể liên hệ mình khi muốn tư vấn về cái hệ thống này, thấy không? Khao Zalo 0353548072. Để này, cái này là mình sẽ báo kinh phí, báo kinh phí. Cái này những cái này những cái không không phải là những cái miễn phí nha các bạn. Rồi. Này để chúng ta làm kinh doanh á chứ không phải gì đâu. Làm là phải hiệu quả, làm ra video là phải làm sao đó mà phải đưa lên thị trường rất là ok nha. Đấy. Rồi, mình kết thúc video.